Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì đồ bộ Phạm Kính xin giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình ba tác phẩm tiền thư được chế tác trên ba chất liệu gỗ khác nhau. Và với mỗi một tác phẩm thì các bác nhà mình cũng biết là được người thợ đục với những cái dáng thế vô cùng là độc đáo. Và các bác nhà mình cũng có thể lựa chọn những cái sản phẩm theo cái yêu sở thích của mình với trên những cái chất gỗ vô cùng là giá trị. Và với cái tác phẩm đầu tiên mà em muốn mang đến cho các anh chị em mình đây, đó là một cái tác phẩm thiền thư được chế tác trên nền chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Với cái sản phẩm này của em thì là một cái tác phẩm đục khá là kỹ từ mặt trước đến mặt sau. Các anh chị em mình có thể nhìn đây ạ, từ những cái đồng tiền hay là những cái phần da của cụ thiền thư thì được thợ em di sản rất là kỹ càng, hay là những cái sâu tiền thì được thợ đục kênh băng hẳn lên các bác nhà mình nhóc. Một tác phẩm quá là tuyệt vời luôn ạ. Và đặc biệt hơn thì với một cái phôi gỗ chắc thì các bác nhà mình có thể thấy là hiện tại trên thị trường cái dòng gỗ chắc này được rất là nhiều anh chị em nhà mình ưa chuộng, vì cái tính chất của nó thì các bác nhà mình biết rồi ạ, nó độc đáo bởi hai màu gỗ, đó là màu đỏ và màu đen. Và cái dòng gỗ chắc này thì không chỉ trong nước ưa chuộng mà kể cả những anh chị em ở ngoài nước thì cũng rất là thích cái dòng gỗ này. Và với cái tác phẩm này của em thì có chiều cao là 28, ngang là 47 và chiều sâu của sản phẩm là 40. Và nếu anh chị em ở nhà mình mà quan tâm đến tác phẩm mã số 1 này thì các bác nhà mình có thể nhanh tay để sở hữu một tác phẩm tiền thì chắc các bác nhá. Và tiếp theo thì em sẽ chuyển sang một tác phẩm mã số 2, đó là tác phẩm thiền thư gỗ mun đuôi công ạ. Vâng ạ, tiếp theo thì đến mã số 2, đó là một tác phẩm thiền thư gỗ mun đuôi công. Cái dòng gỗ mun đuôi công này thì chắc hẳn cũng không còn xa lạ gì với tất cả các anh chị em mình đam mê đồ gỗ đúng không ạ? Gỗ này thì nó là một cái dòng gỗ nhập và nó nổi bật bởi những cái đường vân gỗ hoàn toàn tự nhiên. Và chính vì điều đó thì bên em cũng đã tận dụng cái dòng gỗ này để làm nên những cái mẫu thiền thư để các bác nhà mình có thể là chơi những sản phẩm được độc đáo hơn. Và các bác có thể nhìn thấy đây, từ một cái tác phẩm thiền thư mun đuôi công thì riêng cái phần bụng này là bên em để trơn để các bác nhà mình có thể là nhìn thấy lộ ra những cái đường vân gỗ. Còn trên cái phần lưng của thiền thư thì được thợ bên em châm sần, đó là những cái phần gai trên lưng đẹp rất là tuyệt vời luôn, cảm giác như là những cái phần da của cụ thiền thư các bác nhà mình nhá. Và đặc biệt thì với những cái sản phẩm thiền thư tài lộc thì thường ngồi trên những cái khối tiền vàng, hay là những cái người thợ còn đục đan thêm đó là những cái khóm lấm linh chi. Vâng ạ, thì những cái chi tiết như này thì cũng thể hiện cho sự tài lộc hay là sức khỏe các bác nhà mình nhá. Và thường những cái tác phẩm thiền thư như này thì các bác nhà mình có thể là bày ở không gian phòng khách này, hay là bên ban thờ thần tài, hoặc là các bác nhà mình nếu mà trong kinh doanh buôn bán thì các anh chị em thì mình cũng có thể là để ở trên những cái quầy thu ngân, để với một cái ý nghĩa là chiêu hút tài lộc. Và với cái tác phẩm này của em thì có chiều cao là 26, ngang là 38 và chiều sâu của tác phẩm là 46 các bác nhà mình nhá. Anh chị em nhà mình mà thích cái dòng gỗ mun đuôi công này thì các bác nhà mình có thể nhanh tay ạ, sở hữu một tác phẩm rất là tuyệt vời luôn. Vì khi mà các bác nhà mình nhìn qua máy không biết là có rẽ lét không, nhưng mà nhìn ở ngoài thì nó gần như là một cái màu xanh ngọc rất là đẹp luôn ạ. Và tiếp theo thì em sẽ chuyển sang mã số 3. Với mã số 3 này thì là một tác phẩm thiền thư được bên em chế tác trên nền chất liệu gỗ thơm. Vâng ạ, nhắc đến gỗ thơm là các bác nhà mình đã hình dung ngay ra đó là cái dòng gỗ ngọc am phải không ạ? Có một mùi thơm vô cùng là ngọt nhẹ. Và những anh chị em nào nhà mình mà đã từng sở hữu những cái tác phẩm gỗ ngọc am trong không gian nhà mình thì các bác nhà mình cũng cảm nhận được cái mùi thơm của cái dòng gỗ này. Và với cái tác phẩm này đây thì các bác nhà mình thấy là một cái tác phẩm thiền thư mà khác hoàn toàn so với hai mẫu đầu các bác nhà mình nhá. Thì mẫu này đây ạ, các bác có thể nhìn thấy là tổng thể của cụ thiền thư này thì có kích thước, có chiều cao cao, nó nói chung là nhìn cái tổng thể của tác phẩm này thì nhìn nó rất là tròn đúng không ạ, nó không phải là dài, mẫu dáng dài như hai mẫu đầu tiên. Thì mẫu này của em thì có chiều cao là 30, ngang 48 và chiều sâu là 29. Và hàng này thì bên em không phải là châm những cái phần châm nhỏ nữa mà là châm những cái phần gai to các bác nhà mình nhá. Châm những cái phần gai to ở trên lưng đây thì các anh chị em mình nhìn thấy là dày, rất là dày, cảm giác như là những cái viên ngọc đang đổ ở trên lưng của cụ thiền thư. Và với những thiền thư, những tác phẩm thiền thư thì không thì đều là những cụ thiền thư người thợ ở dưới cái phần đế này là đều đục những cái đồng tiền ạ, đồng tiền rất là tròn. Và các anh chị em nhà mình nếu bác nào nhà mình có quan tâm đến mẫu số 3 này thì các anh chị em mình cũng có thể là inbox cho em nhé. Mẫu này thì em xin đọc lại kích thước là cao 30, ngang 48 và sâu là 29, gỗ ngọc am. Và hôm nay thì bên em cũng đã giới thiệu đến tất cả quý anh chị em nhà mình ba tác phẩm thiền thư trên ba chất liệu gỗ khác nhau để anh chị em nhà mình có thể lựa chọn làm sao cho phù hợp với không gian nhà mình. Và nếu các bác nhà mình thấy hữu duyên thì hãy nhanh tay liên hệ qua hai số Zalo của bên em, đó là 0338528529 hoặc 0866789910. Em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em nhà mình có thể tham khảo thêm nhé. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà mình ạ.